Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Học trò Hà Hồ lột xác gợi cảm sau chia tay và tuyên bố Thái Trinh của ngày xưa chết rồi. Sau chia tay quang đăng, Thái Trinh lột xác khác lạ từ hình ảnh tới suy nghĩ. Thái Trinh là một trong những học trò xuất sắc của Hà Ngọc Hồ. Tại mùa thi giọng hát Việt đầu tiên năm 2012, bước ra khỏi cuộc thi, Thái Trinh tuy không phải cái tên hot trong thị trường âm nhạc nhưng vẫn âm thầm gây dựng được cho mình hướng đi riêng. Cô từng trải qua mối tình đầy sóng gió, thăng trầm với vũ công Đăng Quang. Thời gian vừa qua, Thái Trinh và Đăng Quang đã bất ngờ chia tay sau thời gian hạnh phúc bên nhau gây xôn xao dư luận. Cả hai đều tỏ ra đau khổ trước chuyện chia tay này. Tuy nhiên sau chia tay, Thái Trinh bất ngờ có sự thăng hạng về nhan sắc. Nữ ca sĩ cho biết thời gian này cô đang học cách yêu bản thân hơn, sống tích cực hơn và tập trung cao độ vào công việc. Thái Trinh chia sẻ, khoảng thời gian này tôi bỗng dưng có ý thức cao độ về việc nhìn nhận lại giá trị bản thân mình ở đâu. Tôi cần làm gì, nên sống thế nào để có niềm vui chứ không còn vô định như trước. Từng có thời gian tôi rất hoang mang về bản thân, không biết mình là ai, nên làm gì, sống vô định từ ngày này qua ngày khác. Sự hạnh phúc trong tình yêu đôi khi cũng khiến tôi có phần nơi đi trong cuộc công việc. Tôi ít khi làm những clip cover cho những người yêu mến tôi. Từ hồi giờ sâu, tôi cũng chẳng quay MV hay làm nhạc. Nhưng giờ Thái Trinh của ngày xưa chết rồi. Tôi không muốn mình sống nhạt nhẽo vô vị nữa. Vì you only nip on. Thời gian mỗi người là có giới hạn. Nếu tôi cứ chần chừ và ù lì trong nỗi buồn, tôi sẽ hối tiếc về tuổi trẻ của mình. Không phải hối tiếc vì chưa thành công, mà hối tiếc vì đã lười biếng, không dám làm những gì mình thích. Để đến lúc mình không còn sức nữa thì đã muộn màng. Hiện nay tôi sống rất lành mạnh, tôi chăm chỉ tập gym, nên kế hoạch giảm cân để có vóc dáng đẹp hơn. Tôi tập trung việc viết nhạc, làm thơ, vẽ tranh. Cuộc sống của tôi có thể không có tình yêu, đầy thi vị và màu sắc theo một cách khác. Về việc chọn hình ảnh gợi cảm, trưởng thành hơn sau chia tay, giọng hát, đôi lần em nghĩ cho biết thêm. Thực ra tôi nghĩ tùy từng thời điểm mình sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Tôi từng rất tự ti về cơ thể, ngoại hình của mình. Thậm chí có thời gian tôi từng cố gắng chọn trang phục sao che giấu vòng một vì sợ sexy. Nhưng giờ tôi quan điểm sexy không hẳn là xấu. Tôi cần phải học cách yêu bản thân mình, sexy một cách vừa phải, văn minh, phù hợp với hoàn cảnh và nơi mình đến. Hiện tại công chúng đang khá bất ngờ trước sự lột xác táo bạo của Thái Trinh. Cô đã rũ bỏ hình tượng thiếu nữ trong sáng để trở lên đầy gợi cảm, đàn bà và đầy khát khao với đường cong ngồn ngộn. Sắp tới Thái Trinh sẽ quay lại với showbiz với hàng loạt dự án mới, trong đó có MV mới và một album cover những ca khúc hit một thời. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.